Nhóm khách hàng sở hữu căn hộ FPT Plaza 1. FPT Plaza 1 với 15 tầng, có tổng số căn hộ 586 căn. Tầng 1 và 2 là các tầng dịch vụ, thương mại, phục vụ các nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, phòng tập gym, hồ bơi ngoài trời. Từ tầng 3 đến tầng 15 là các tầng căn hộ. Chủ đầu tư FPT City đã nghiên cứu rất kỹ về nhu cầu sử dụng của khách hàng và đã đưa ra số lượng căn hộ với số phòng ngủ rất phù hợp với nhu cầu thực tế. 1. Căn 2 phòng ngủ có 482 căn, chiếm 82,25%. Diện tích từ 55 đến 70 m2 là loại căn hộ đáp ứng được nhiều loại đối tượng, các cặp vợ chồng mới cưới hay gia đình có 1 đến hai trẻ nhỏ. Những khách hàng đầu tư hay mua để cho thuê cũng ưa thích loại căn hộ 2 phòng ngủ này. Tầm giá hiện tại từ 14 đến 17 tỷ một căn. 2. Căn một phòng ngủ có 65 căn, chiếm tỷ lệ 11,1%. Diện tích 45 đến 49 m2 sẽ là lựa chọn phù hợp với người độc thân hoặc vợ chồng trẻ mới cưới. Đây cũng là lựa chọn ưa thích của các bậc phụ huynh ở xa muốn con cái có chỗ ở trong thời gian học tập cũng như làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tầm giá hiện tại 1,15 đến 1,2 tỷ một căn. 3. Căn hộ 3 phòng ngủ chỉ có 39 căn chiếm tỷ lệ 6,65%, diện tích 81 m2 sẽ phù hợp cho các gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ sống chung những gia đình gồm cả bố mẹ, con cái và ông bà thích những không gian sống rộng rãi và vẫn có thể sinh hoạt chung một tầng để dễ dàng gia tăng chỉ số hạnh phúc trong gia đình hơn. Tầm giá hiện tại 2 đến 21 tỷ một căn. Nằm ở vị trí đắc địa, ngay ngã tư Trần Quốc Vượng và Võ Chí Công, nối dài, nằm sát sông Cổ Cò, gần các khu resort ven biển, gần hai sân golf đẳng cấp, gần làng Đại học Đà Nẵng. FPT Plaza một hứa hẹn là tòa căn hộ rất lý tưởng để an cư cũng như đầu tư trong thời gian sắp đến tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Hãy liên hệ ngay bất động sản dòng đỏ, chuyên FPT City Đà Nẵng để được tư vấn ngay hôm nay. Chúng tôi gắn bó với FPT City từ những ngày đầu hình thành. Chúng tôi nắm rõ dự án để cung cấp cho bạn các bất động sản tốt nhất.